bộ phim Nói cho em biết nơi nào có cầu vồng. Tập 18. Chuyện qua đây. Chuyện cho tôi. Nào, Thiên Thần, cậu nghĩ trận đấu sau chúng ta có thể thắng hay không? Nghe chữ Thắm nói, đội này kém hơn nhiều so với đội Đại Tuyết Trấn. Khả năng chúng ta thắng rất cao. Nếu tiếp tục thắng, chúng ta sẽ được vào vòng bán kết. Cũng không uổng công lũ nhỏ bị cậu huấn luyện như ngựa. Có khi huấn luyện như ngựa cũng không mệt như vậy. Suốt chầu gôn, đám nhỏ này đứa nào cũng có cá tính. Làm gì có con ngựa nào dám cãi lại tôi chứ. Quán giận cũng chẳng có tác dụng gì. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cùng lắm thì xong việc mời cậu một bữa, tiện chúc mừng Dương Thứ và Xảo Xảo. Cuối cùng cũng chọc thủng được cửa sổ giấy. Cậu thật là lạc quan. Cậu chưa nhìn thấy phản ứng của Dương Thứ thì thôi. Cậu ta bất ngờ đến đờ ra. Bất ngờ cái gì chứ? Tôi thấy có mà xấu hổ nên tránh né thì có. Cậu nói xem, cái bộ mặt rầu rĩ đó có phải trong lòng đang có một người không? Hay lắm. Ai cơ? Trần Ngư. Tôi thích cậu. Dương Tước, tôi thích cậu. Trời ơi, dậy rồi sao? Ngủ ngon không? Mình ngủ quên từ lúc nào vậy? Đã nhiều năm như vậy mà khả năng ngủ trong tích tắc của cậu càng ngày càng mạnh hơn. Cậu cả đêm không ngủ sao? Không ngờ mình lớn như vậy rồi mà lần đầu tiên tỏ tình lại bị từ chối. Cậu chưa nói được câu nào tử tế đã lăn đùng ra ngủ. Cậu nghĩ mình có ngủ ngon không? Trời ơi, cậu đừng có nghĩ nhiều nữa. Ai mà chả có lần đầu, sau này sẽ quen thôi. Cậu về phòng của cậu đi. Đi đi, mình không muốn nhìn thấy cậu nữa. Trời đất ơi, chẳng phải là mình đang đùa với cậu hay sao? Cậu nhìn đi, bọng mắt thâm dài xuống tận mũi rồi kia kìa. Bộ dạng của cậu như thế, tỏ tình với ai cũng không thành được đâu. Ý của cậu là Dương Tước chê mình không đủ xinh. Làm gì cậu? Có phải là cậu uống rượu bị điên rồi hay không? Nghĩ cả một đêm mà đưa ra kết luận như vậy sao? Dương Tước nếu cho rằng cậu không xinh thì đã sớm chẳng phải có phản ứng gì với cậu rồi. Cần gì phải lằng nhằng với cậu? Có phải là chê mình xấu hay không còn không quan trọng nữa. Quan trọng là cậu ta nói không có cảm giác gì với mình. Mối tình đầu to lớn của mình còn chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc rồi. Mỗi lần tỏ tình đã làm chỉ số IQ của cậu hiện nguyên hình rồi. Ai cũng có thể thấy thái độ của Dương Tước đối với cậu khác hoàn toàn so với người khác. Có lẽ cậu ta bị sự phóng khoáng của cậu làm cho bất ngờ, cho nên nhất thời không biết nên phản ứng thế nào thôi. Ý của cậu nói là cậu ấy không từ chối mình. Cái này rất có khả năng. Cậu ấy nói xin lỗi. Cậu nói xem ý của cậu có phải là tôi còn suy nghĩ hay không? Đúng đúng đúng. Dù sao cũng là con trai của trưởng thôn, những chuyện như thế này chắc chắn phải thận trọng rồi. Vậy nên làm gì đây? Đương nhiên là phải tranh thủ thời cơ rồi. Hãy dùng sự nhiệt tình của cậu để thể hiện tình yêu của mình. Dùng sự chân thành của cậu để đổi lấy sự chân thành của cậu ta. Tuy bây giờ cậu đang do dự, nhưng tục ngữ nói rất hay, nữ tán nam, nắm đằng chui. Chỉ cần cậu dũng cảm tiến lên phía trước thì chẳng phải phần thắng đã nằm trong tay của cậu rồi sao? Nói như là mình chuẩn bị lên chiến trường vậy. Thì đúng là như vậy mà. Tình trường chính là chiến trường. Nhưng lúc kẻ thù vẫn chưa có kế hoạch gì thì phải nắm bắt lấy thời gian, kéo cậu ta lại đi. Nhưng mà mình không còn mặt mũi nào để gặp cậu ta nữa. Vị cậu ơi, dừng lại tinh thần đi, lấy hết dũng khí ra. Cứ coi như trước mắt cậu đang là tường đồng vách sắt thì cậu cũng phải đục thủng nó ra. Không sai, không được từ bỏ. Đúng rồi đấy. Ai có thể từ chối được sự nhiệt tình như lửa của cậu chứ? Từ đây về sau,
mình sẽ trở thành cố vấn tình cảm và thời trang cho cậu, để cho cậu không phải bận lòng nữa. Ừ. Lừa chọc à, điện thoại của mình đâu? Lừa chọc. Chú Thang, chào buổi sáng. Chú Thang à, chú thật sự sẽ rời khỏi thị trấn Cầu Vồng hay sao? Ta muốn tiếp tục làm giấy, cũng muốn truyền lại cũng như phát triển tiếp môn nghệ thuật này. Hợp tác với Tự Hữu Tiền chắc sẽ là lựa chọn đúng đắn. Hơn nữa, vị trí của nhà máy mới họ cũng đã chọn xong hết rồi, ta cũng đã qua đó xem rồi, môi trường rất tốt. Vị trí của nhà máy làm giấy chúng ta vẫn đang trong thời gian thực hiện, chú có thể đợi thêm không? Thực ra bọn anh cũng không nỡ rời đi. Đưa ra quyết định này thực ra là vì Tiểu Dân. Ở gần nhà máy có một bệnh viện rất có kinh nghiệm trong việc chữa trị bệnh suy kiệt thận, có lẽ sẽ rất có ích đối với Tiểu Dân. Nói như vậy, bệnh của chị Kiều Dân có cách chữa rồi. Nói là hoàn toàn khỏi bệnh thì cũng hơi sớm. Tiểu Dân ở đó chắc sẽ được chữa trị một cách tốt hơn. Hơn nữa, Tụ Hữu Tiền đã đồng ý sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí. Xin lỗi nhé Xảo Xảo, Tiểu Thắm, vì đã khiến cho em chịu vất vả lâu như vậy. Bây giờ bọn anh lại rời đi. Anh đừng nói như vậy. Nghe được tin này, bọn em mừng còn chẳng kịp ít chứ. Đúng vậy, bây giờ thầy trò hai người đã làm quà với nhau. Giấy thủ công cũng bắt đầu đưa vào sản xuất rồi. Chị Kiều Dân lại có khả năng hồi phục sức khỏe, như vậy tốt biết bao. Tuy là bọn ta phải rời khỏi thị trấn Cầu Vồng, nhưng giấy mà ta làm ra sẽ luôn mang tên giấy Cầu Vồng. Ta sẽ làm cho tất cả mọi người biết đến địa danh thị trấn Cầu Vồng này. Dương Tứ, cậu nghĩ thế nào? Nghĩ cái gì? Tại sao lại không chấp nhận Xảo Xảo? Cậu ta tự nhiên phát điên, chẳng lẽ tôi cũng điên theo cậu ta sao? Cậu rõ ràng là biết Xảo Xảo đang nghiêm túc. Một đứa con gái như cậu ấy phải biết lấy bao nhiêu dũng khí mới có thể tỏ tình trước mặt mọi người như thế. Cứ coi như cậu không thích cậu ấy đi, thì ít nhất cũng phải nói rõ với người ta, chứ không phải là bỏ chạy như vậy. Phong Tảo à, Tiểu Nam đã đi rồi. Lẽ nào cậu vẫn chưa hiểu? Có những người đối với chúng ta chỉ là người qua đường, sẽ không ở lại đâu. Xảo Xảo, cậu phải đi rồi sao? Ừ, nếu có thời gian rảnh có thể đến đây chơi. Ừ. Cậu, cậu nói trước đi. Chú Thang bao giờ thì đi? Ngày mai là đi rồi. Gấp như vậy sao? Đi sớm ngày nào thì chị Kiều Dân sẽ được sớm chữa trị ngày ấy. Cậu nói đi chứ. Nói là cậu nghĩ xong rồi đi. Nói là cậu thích tôi đi. Mau nói đi. Vừa rồi cậu định nói gì với tôi? À đúng rồi, tôi muốn nói, cậu từng nói có một quán đồ tứ xuyên rất ngon. Khi nào chúng ta qua đó ăn đi? Dạo gần đây dạ dày của tôi không được tốt cho lắm, không muốn ăn cay. Không sao đâu, đợi khi nào cậu muốn ăn thì chúng ta đi ăn. Không cần đợi tôi đâu, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Cậu hãy đi với Phùng Thắm đi. Tôi đi trước nha.
Lần đầu thấy cậu cưỡi ngựa trông cũng đẹp trai lắm. Thế đã là cái gì? Chỉ là cưỡi ngựa đi dạo thôi mà. Hôm nào tôi sẽ biểu diễn phi ngựa nước đại, như vậy mới gọi là ngầu. Cậu vừa cưỡi ngựa vừa đá bóng, lúc bé chắc là một đứa trẻ chơi thể thao nhỉ. Vậy mà có làm bạn với một đứa mọt sách như Du Mặt. Tôi chỉ có thể cảm thán rằng duyên phận thật là kỳ diệu. Đó là vì thị trấn Cầu Vồng quá nhỏ bé, cũng đủ nhỏ để khiến cho Sảo Sảo vừa đến đã đâm vào xe của con trai trưởng thôn. Hai người họ mới gọi là duyên phận. Không biết là tình duyên hay là nghiệt duyên nữa đây. Với thái độ đó của Dương Tước, Sảo Sảo lạnh ít giữ nhiều. Cậu cho rằng Dương Tước không có tình cảm với Sảo Sảo? Tôi luôn tưởng rằng Dương Tước thích Sảo Sảo, nhưng bây giờ tôi thật sự không hiểu nổi. Nếu như là một người con trai bình thường được người con gái mình thích tỏ tình thì ít nhất cũng cười một cái chứ. Nhưng mà Dương Tước lấy đi nụ hôn đầu của Sảo Sảo giống như gặp may vậy đó. Thật không biết rốt cuộc cậu ấy nghĩ cái gì nữa. Tôi cũng không biết. Chẳng phải cậu là bạn thân của cậu ta sao? Chuyện lớn như vậy sao cậu không đi thăm dò một chút đi? Tình bạn giữa nam giới không được xây dựng trên cơ sở thăm dò đâu. Nói với cậu những chuyện này thật là lãng phí tình cảm của tôi. Cậu gọi tôi qua đây để làm gì? Chắc là không phải để bắt tôi thưởng thức sự anh tú của cậu khi ngồi trên lưng ngựa chứ. Đâu có, đi thôi, tôi đưa cậu đi hóng gió. Đây là cái hóng gió mà cậu nói hay sao? 2 phút đi đường, 2 tiếng đồng hồ đi dạo. Nè, chẳng phải là con gái các cậu đều thích dạo hay sao? Phụ nữ thích mua sắm, nhưng mà lúc không có đủ tiền thì đến nhìn còn không muốn nữa kìa. Không nhìn thì làm sao mà cậu biết là không có khả năng mua? Thế giới quan của tôi đều bày ra ở đây mà. Ngốc chết đi được. Ý tôi nói, những thứ mà vào mắt của tôi thì tôi đều không đủ tiền mua. Những thứ mua được thì lại không thích. Tiền thưởng tháng này vẫn chưa gửi. Tôi thấy cậu cũng ngốc chết đi được. Con trai đã đưa con gái đi dạo phố thì còn cần con gái phải suy nghĩ đến việc mua nổi hay không hay sao? Sao tôi lại phải để cậu trả chứ? Vậy mà quà của Du Mặt tặng thì cậu nhận lấy một cách vui vẻ. Quà của tôi có độc chứ? Giá trị của tôi cao hơn của cậu ta nhiều. Cứ chọn những cái đắt đi. Váy của tôi rách nên mới giận. Tôi đâu phải loại người. Tôi thấy hình như cậu thiếu cái gì đó. Cậu còn không bằng Sảo Sảo. Đến vòng cổ còn không đeo. Đi, tôi đi mua với cậu. Thẩm Thiên Thần. Thẩm Thiên Thần, tôi không cần mà. Du Mà, thật là trùng hợp. Cậu cũng đến mua đồ hay sao? Cũng trùng hợp đấy. Hiếm lắm mới đến một lần thì lại gặp cảnh này. Sao chứ? Có muốn tôi diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân nữa hay không? Nói lung tung cái gì vậy? Không phải là chính cậu nói không cần sao? Cái tôi nói là không cần vòng cổ kìa. Chỉ là tôi thấy cổ của Tiểu Thấm hình như thiếu gì đó, cho nên mới tặng cậu ấy vòng cổ mà thôi. Tôi sợ mình không chọn cậu ấy không ưng nên mới dẫn luôn người đến đây. Tôi nói rồi, tôi không cần mà. Du Mặt, cậu nói xem, có phải là nên chọn cho Tiểu Thấm một cái hay không? Đúng vậy. Cậu xem, Du Mặt cũng đã nói như vậy rồi thì đừng từ chối nữa. Nói với cậu nhé, phong cách của Dưỡng Mã không ổn đâu. Để tôi chọn giúp cậu. Này, dựa vào cậu á. Cậu còn coi là thật sao? Tiểu Thấm là tôi hẹn ra. Chọn vòng chỉ cần tôi là đủ. Cậu sao? Gu của cậu thế nào? Trong lòng của cậu còn không biết hay sao? Cậu ấy à, chọn ngựa còn tạm được, chứ vòng cổ thì cậu thôi bỏ đi nha. Để tôi tự chọn. Cái này đi. Dân ạ, quẹt thẻ. Mời cô đợi một chút. Để tôi cho. Để tôi. Dòng của cô đây à? Cảm ơn. Trẻ con. Phùng Thắm.
Phong Tảo, cậu muốn cười tôi thì cứ cười đi, không cần nhịn như vậy đâu. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Tôi rõ ràng đã bị từ chối rồi mà, cậu không muốn nhận thua. Như vậy không đáng cười hay sao? Vì vậy cậu định từ bỏ hay sao? Mặc dù có một chút nực cười, nhưng mà đây là lần đầu tiên trong đời tôi thích một người. Nhưng bây giờ cậu ấy lại cứ trốn tránh tôi. Tôi nên làm thế nào mới tốt đây? Tôi cũng không thể nào cứ bám lấy được. Dở đâu cậu ấy ghét tôi thì sao? Xảo Xảo à, cậu có bằng lòng Dương Tước mà ở lại thị trấn Cầu Vồng hay không? Tôi... cậu ấy không tiếp nhận cậu, có lẽ vì lo rằng một ngày nào đó cậu sẽ rời khỏi thị trấn Cầu Vồng, giống như một người nào đó. Tiểu Nam, có lẽ đã chỉ định là nước qua. Cậu nhớ Tiểu Nam sao? Ừ. Vậy thì mau đưa cậu ấy về đây đi. Cậu còn đợi gì nữa? Mau hành động đi chứ. Tôi rất muốn nói cho cô ấy biết, nhưng bây giờ cô ấy còn muốn biết không? Số điện thoại trước đây đã không còn tồn tại nữa. Email gửi đi cũng không nhận được bất cứ phản hồi nào. Thậm chí là địa chỉ ở Nhật Bản tôi lại càng không biết. Giống như trên thế giới này từ trước đến nay chưa từng có người này tồn tại gì đó. Có lẽ cô ấy đã xóa sạch những ký ức về tôi rồi. Tôi rất nhớ cô ấy, nhưng tôi lại không thể tìm thấy cô ấy được. Đây mới là điều nực cười nhất. Lúc đó cậu vẫn chưa rõ tình cảm mình dành cho cậu ấy. Tiểu Nam ở thị trấn Cầu Vồng lâu như vậy, chắc chắn là cũng lưu lại điều gì đó chứ. Giữa con người với nhau không thể nào dễ dàng bị cắt đứt như vậy được. Phong Tảo à, tôi cảm thấy mỗi đoạn tình cảm đều cần có điểm cuối của bản thân. Tiểu Nam rất thích cậu, nhưng mà cậu nợ cậu ấy một lời tỏ tình. Xảo Xảo, nếu như có thể giúp thì tôi sẽ giúp cậu. Ừ. Vậy chúng ta phải tìm manh mối thế nào đây? Phong Tảo à, Tiểu Nam trước đây đã từng tặng cậu món quà gì hay không? Cô ấy từng tặng tôi rất nhiều món đồ nhỏ. Để tôi tìm thử nha. Wow, cậu ấy tặng cho cậu nhiều đồ như vậy sao? Không chỉ là Tiểu Nam tặng đâu. Đúng là đảm nhiệm vị trí nhan sắc của trấn Cầu Vồng. Mấy cô gái ở đây đúng là vẫn ôm mộng với cậu không buông mà. Đừng đùa tôi nữa, mau tìm giúp tôi đi. Ừ. Con nghĩ thế nào? Không có gì à? Bố nhớ đã nói với con, lúc pha trà phải bình tâm, tập trung tinh thần. Sao bố cứ cảm thấy tâm của con vốn dĩ là không đặt ở đây? Con đừng có chối, tự mình thử đi.
đắng đúng không? Bố còn tưởng đây là thuốc sắc cho người già nữa chứ. Nhầm lẫn thôi à. Pha trà mà nhầm được, con nghĩ bố tin hay không? Tiểu Tước, bố là bố của con, có gì mà không thể nói với bố được? Đừng có thể nói với bố. Không nhiều. Con không nói bố cũng có thể đoán được. Vì chuyện của Thang Dương đúng không? Sớm thôi con sẽ biết. Tất cả những gì bố làm bây giờ đều là vì tương lai của thị trấn Cầu Vồng, bao gồm cả đồng ý tặng miễn phí đất cho Hầu Đại Phú mở xưởng nhuộm vải hay sao? Hiệp ước ký với Hầu Đại Phú là kế tạm thời mà thôi. Từ trước đến nay, trấn Cầu Vồng chưa từng có xưởng thương nghiệp như vậy. Xưởng nhuộm vải của Hầu Đại Phú mặc dù có làm ô nhiễm môi trường, nhưng mà quy mô sử dụng người lớn có thể giải quyết vấn đề thất nghiệp của thị trấn Cầu Vồng. Huống hồ có thể làm tấm gương cho những thương gia đang mong ngóng kia, để họ biết được sự quyết tâm con đường công nghiệp hóa của chúng ta. Xưởng sản xuất giấy kia muốn xây cũng chỉ là quy mô nhỏ, không thể giải quyết được vấn đề thất nghiệp mấy. Huống hồ còn phải từ mỏ đá lấy đi công nhân của chúng ta. Bây giờ dáng đã đóng thuyền rồi, con cũng không làm được gì. Tôi muốn đi bộ một mình hóng gió, cậu theo tôi làm cái gì chứ? Tôi chỉ sợ cậu đi bộ mệt, không gọi được xe thôi. Cậu yên tâm đi, tôi không làm phiền cậu đâu. Vậy cậu thì sao? Cũng sợ tôi mệt hả? Tôi... cái này không phải là sợ cậu tự dưng nổi hứng lại muốn ngồi xe tôi một lần sao? Tôi sẽ viết thơ vì cậu. Tôi đi trước đây. Đây, hai người, nếu như không muốn cắt đứt quan hệ với tôi thì bây giờ lập tức biến mất khỏi mắt tôi. Tôi đâu có làm phiền cậu đâu. Vậy tôi chỉ ra ngoài hóng gió thôi mà. Các cậu không đi đúng không? Tôi đi. Taxi. Đây đều là tặng lúc nào thế? Đây là con gấu bông Tiểu Nam lần đầu tiên gấp được. Còn cái này là lúc Tiểu Nam đi du lịch mua về. Ừ. Còn cái này, cô ấy nói có thể giúp ngủ ngon. Cái giúp ngủ ngon phải là thuốc ngủ mới đúng chứ. Dreamcatcher là giúp cậu không gặp ác mộng, có thể mơ đẹp thôi. Lúc đó tiếng Trung của cô ấy không tốt lắm, có lẽ vì vậy mà không giải thích rõ được. Mũ bóng chày, nĩa, dao phẫu thuật, chỗ này không có cái nào liên quan đến quê hương của cô ấy hết. Tôi đã từng điều tra rồi, món đặc sản của quê hương cô ấy có canh đậu phụ ở Kyoto. Kyoto lớn như vậy, tìm kiểu gì đây? Matcha tiramisu của cô đây. Cảm ơn nhé. Không tồi chứ. Ngon lắm. Đồ ngọt nhà cô đúng là quá tuyệt. Đương nhiên rồi, ở chỗ khác không ăn được đồ ngọt như thế này đâu. Đây là công thức bánh ngọt mang từ Nhật Bản của một nhân viên trong quán chúng tôi trước đây, Tiểu Nam. Đúng rồi, hai người là bạn của Tiểu Nam sao? Trước đây hay thấy mấy cậu ở cùng nhau. Cô nói công thức này là Tiểu Nam mang từ Nhật Bản tới hay sao? Cô ấy nói đây là công thức quán matcha rất nổi tiếng ở Kyoto quê của cô ấy. Cô biết tên của quán matcha đó hay không? Cái này hình như Tiểu Nam chưa từng nhắc qua. Cô ấy chỉ nói matcha tiramisu là món nổi tiếng nhất ở quán đó, người Kyoto đều biết hết. Có manh mối rồi. Ừ.
bắt đầu làm việc rồi hay sao? Cậu đã đạt được trình độ dùng ý nghĩ gõ ra được chữ rồi hả? Mình không viết được. Nghĩ đến tiền thưởng đi, như thế linh cảm sẽ bộc phát thôi mà. Sao cậu lại đeo vòng cổ thế? Không phải cậu ghét nhất là đeo vòng cổ hay sao? Đúng vậy đấy, đeo vòng cổ sợ bị thắt chết, không đeo thì sẽ bị phiền chết. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Không phải là vì hai cái tên đầu heo kia hay sao? Cứ như đã thông đồng trước muốn đối phó với mình ấy. Lười nói, phiền chết đi được. Cậu còn cười hả? Mình sắp phiền chết lên được đây nè. Mình ngưỡng mộ cậu mà. Tên khốn nạn Dương Tước, mình hẹn cậu ta ăn cơm tối mà còn bị từ chối trực tiếp cái kìa. Không đến mức đó chứ. Lười trọc à? Mình hỏi cậu nha, cậu có gì thích một người mà ở lại đây hay không? Nếu như thật sự thích thì có lẽ sẽ ở lại. Không cần có công việc hay sao? Bố mẹ, công việc, cậu nghĩ kỹ tất cả rồi hay sao? Công việc có thể tìm lại, bố mẹ cũng có thể thường xuyên về nhà thăm họ. Nhưng mà nếu như bỏ lỡ người mình thích thì có khi sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Xảo xảo à, cậu có nỡ từ bỏ Dương Tước hay không? Thật ra cuộc đời con người ngắn lắm. Sao cậu không nhân lúc chúng ta còn trẻ vì người mình thích mà đấu tranh một lần? Tôi thích cậu. Tôi đang ở trước cửa nhà cậu. Mặc kệ có xảy ra chuyện gì, sự thật chỉ có một, đó chính là người Kyoto đều biết tiramisu. Đi Nhật Bản là có thể tìm được Kyoto, đến Kyoto là có thể tìm được tiệm tiramisu. Tìm được tiramisu là có thể tìm được Tiểu Nam. Tìm được Tiểu Nam rồi, nhất định sẽ nói với cô ấy, anh thích em. Có một ngày, một người đàn ông nhìn thấy một cô gái trong cửa hàng thuốc. Trên tay cô ấy cầm 24 viên thuốc, một ngày uống 3 viên. Nhưng mà cô ấy không tính được nên uống 8 ngày hay là 20 ngày. Người đàn ông nghĩ cô ấy có lẽ chính là người mà mình phải bảo vệ cả đời này. Tiểu Dân, bộ phim của chúng ta mới chiếu được 10 phút thôi, em không được sớm rời đi đâu đấy. Anh đã từng nói sẽ bảo vệ cho em cả đời này. Em mà dám chơi xấu là kiếp sau anh vẫn cứ bám lấy em đấy.
走。